đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi thì khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay. Chào mừng quý khách đến với chuyến bay đặc biệt đánh dấu cột mốc ra mắt ca khúc chủ đề giữa Space Speaker và Vietnam Airlines. Chúng tôi xin phép gửi đến quý khách một bài hát đặc biệt mang tên Nhanh lên nhé. Đây là ca khúc chủ đề của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, được sản xuất bởi năm nghệ sĩ Space Speakers, Tuliver, Dinzy, Subin, Rhymastic và Slim V. Space Speaker cùng với Vietnam Airlines đặt khát vọng sẽ lan tỏa âm nhạc từ mặt đất lên trên bầu trời. Và tất cả các hành khách ở đây đều là những người đầu tiên cùng bọn mình thưởng thức ca khúc này. Hy vọng mọi người sẽ tận hưởng chuyến bay này và chúc mọi người những điều tốt lành nhất. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Subin muốn lưu giữ cái khoảnh khắc ngày hôm nay tới mãi về sau này. Và hy vọng là mọi người sẽ có một cái tấm selfie để đời nhá. 1,